Trên trang cá nhân, Tuấn Hương đăng tải hình ảnh ngồi trên giường bệnh và bệnh tốt cho con gái. Nam ca sĩ viết, cơ thể đã đến lúc không cho phép thoải mái hòa bình cho vào mồm những đồ ăn thức uống mà mình yêu thích nữa. Cứ nghĩ lại là mình khoảng nên yêu y. Giờ thì kiêng dè thật sự. Theo đó, Tuấn Hương đính kèm hình ảnh phải kiêng đồ hải sản, thịt đỏ, nội tạng chiên mỡ béo và bánh mì kẹp. Chưa rõ ràng Tuấn Hương nhập viện vì bệnh gì nhưng theo lời dặn từ thầy thuốc thì một số người dự đoán, giọng ca anh nhớ em bị viêm xoang thể nặng. Bằng Kiều, Khắc Diệt và nhiều sao Diệt gửi lời nhắn tới Tuấn Hương. Cách đây ít ngày, Tuấn Hương từng nhập viện vì hở gan tim. Tuấn Hương chia sẻ anh bị đau bụng và huyết áp cao nên đã nhập viện để thăm khám. Qua kiểm tra, thầy thuốc kết luận anh bị hở gan tim cấp độ nhẹ. Anh viết, hôm trước hơi mệt, huyết áp cao lại đau bụng nên theo sự chỉ định của thầy thuốc phải vào viện và kiểm tra toàn cục cơ thể luôn. Tới hôm nay thì các kết quả khá ổn, tuy nhiên thầy thuốc dặn không được chủ quan. Cứ vào đây nằm cái là kiêng dè mọi thứ ngay. Gan tim bị hở một tí, không được hoạt động mạnh quá. Và quan trọng hơn là người đối diện không được nói quá to khi giao tiếp với mình, đặc biệt là vợ.